chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong blog vua hiện tại đang có cool là 38 thanh kiếm. Và trong 38 thanh kiếm này đều có điểm mạnh và điểm yếu rất là khác nhau. Vậy nên trong ngày hôm nay mình sẽ xếp hạng các thanh kiếm từ D cho đến S dựa trên 4 tiêu chí, đó chính là ngoại hình, đam, độ hữu dụng và cuối cùng đó là ý kiến cá nhân của mình nha. Các bạn cũng đừng quên là hãy đánh giá theo ý kiến các bạn dưới phần bình luận và cũng như bấm like clip này để chứng minh mình là người đẹp trai hay là xinh gái các bạn nhé. Và nếu cho các bạn không biết thì shop của mình, dịch vụ về blog food hay là toilet shower defense đều có ở dưới phần bình luận. Anh em hãy nhớ điền code nghỉ hè 2024 để có thể giảm được lên tới 20% nha các bạn ơi. Mình mới tăng thêm 5% đấy và cam kết là hiện tại đang là rẻ nhất thị trường nha. Còn bây giờ thì let's go vào clip thế nào. Ok, thanh kiếm đầu tiên chúng ta sẽ có đó chính là một thanh katana. Đây là một thanh kiếm thông dụng mà các bạn có thể mua ở ngay cái đảo khởi đầu này. Yeah, chúng ta có mong chờ được gì về một thanh kiếm ở đảo khởi đầu không các bạn? Ok, về phần ngoại hình thì mình thấy thanh kiếm này khá là ổn thôi. Bởi vì nó là katana nên chắc chắn rồi nó rất mang cái tinh thần của một thanh katana và trông nó cũng rất là basic, đơn giản nhưng mà lại cũng khá là đẹp các bạn ạ, được hoàn thiện khá là tốt. Và ở trong update thì đã được rework lại rồi nên các chiêu của nó cũng đẹp hơn. Chúng ta có chiêu Z đó, đây là lặng kích. Hey, đó, lướt đi một đoạn. Phong chạm sẽ gây 1.400 đam và các phát chém bình thường đó chính là 700 đam một phát chém bạn ơi, sấp xỉ 800 đam. Chắc chắn rồi, đam ở thanh katana này không thể là xịn sò được. Các bạn mong chờ gì ở một cái thanh ngay ở đảo khởi đầu đúng không? Và để mà nói về sự hữu dụng thì nó cũng chả làm được gì. Các bạn chỉ lướt được một đoạn và cái chiêu X của nó cũng vừa chậm mà cũng không xa nữa. Mình nghĩ nó chả hữu dụng đâu. Khá là đơn giản, chúng ta sẽ cho nó vào D nha anh em. Và thanh thứ hai đó chính là song kiếm katana. Yeah, và điểm khác biệt là gì? Là các bạn được thêm một cái thanh katana nữa. Yeah, về ngoại hình thì nó vẫn y nguyên như vậy nhưng trông khá là ngầu. Nếu bạn nào thuộc phe thích những cái thanh song kiếm mà dắt sau lưng như mình, yeah, chúng ta cùng một team đấy anh em. Nhưng về phần khác thì nó vẫn như thế thôi. Nó chỉ là thêm một thanh katana nữa. Các bạn nghĩ là thêm một thanh nữa thì đam phải gấp đôi đúng không? Yeah, chắc chắn là không rồi. 800 đam các bạn ạ. Tăng được thêm 10%. Nãy là 780 mấy thì bây giờ là 877 các bạn ơi. Một phát chém của chúng ta đấy thì sấp xỉ quanh quanh 877 thôi anh em ạ. Đấy là mình còn đánh quái ở C2 đấy các bạn nhá. Chúng ta hai chiêu đều là lốc xoáy và ok, 1.500 đam và chiêu X. Ok, các bạn xoáy đại chớ 1.700 đam, chắc chắn rồi, đam của nó chỉ ở tầm trung thôi. Nếu mà không muốn nói là thấp, nhưng được cái khi các bạn lên cái song kiếm katana này thì cái điểm khác biệt đó chính là các bạn sẽ tăng tốc độ chém nha. Có những thanh kiếm chém rất chậm nhưng có những thanh kiếm chém rất là nhanh. Đấy là lý do người ta sẽ dùng kiếm để người ta đi farm bởi vì nó gây đam nhanh hơn. Rồi, về phần hữu dụng thì mình nghĩ là nhá, hai chiêu này không có hữu dụng gì đâu các bạn ơi. Mình nghĩ là farm cũng không tối ưu bởi hai cái chiêu này và nó cũng chỉ là một trong những thanh rất cơ bản thôi. Chúng ta sẽ cho vào D. Và tiếp theo đó là đao hải tặc. Yeah, và thậm chí nó không khác gì thanh katana, các bạn có thể nhìn thấy. Lặng kích đó và phong chạm. Nó y hệt thanh katana nhưng nó khác là gì? Nó khác ở đây là ngoại hình. Katana thì là katana thôi, đao hải tặc thì là một cái thanh saber mà các hải tặc thường dùng. Đó, không có gì đặc biệt cả các bạn ơi. Và chắc chắn rồi, đam của nó một phát chém cũng 791 thôi, nó cũng sấp xỉ 800 thôi. Tiếp tục là D các bạn nhé. Nhưng mình sẽ xếp cái này lên đầu đi bởi vì mình thích ngoại hình của cái song kiếm katana này hơn. Tiếp theo đó chính là cưa cá mập các bạn ơi. Thanh này các bạn có thể nhận lấy khi các bạn tiêu diệt được The Sword ở bên C1 và thật sự nó rất là đẹp luôn. Mình đánh giá ngoại hình của thanh này rất cao, mình rất là thích cái chi tiết tay cầm này cùng với đó là các lưỡi cưa của nó trông rất là xịn. Và nếu các bạn là fan Naruto thì các bạn có thể liên tưởng đến thức kiếm làng sương mù anh em à. Và thật sự thanh này sau khi update thì skill hình ảnh nó cực kỳ là ngầu luôn. Chúng ta sẽ có liên chạm. Ngầu chưa anh em? Thanh quyết. Wow, siêu ngầu luôn. Animation chém của nó cũng có chút khác biệt. Đó, nó sẽ đập xuống dưới đất nha các bạn. Và các bạn có thể để ý là gì? Là nó tốc độ ra đòn chậm hơn so với các melee mà chúng ta vừa review. Yeah, bởi vì thanh cưa cá mập này nó là dạng kiểu đam to, hầm hố nên là tốc độ nó sẽ chậm đi một xíu. Và các bạn có thể nhìn thấy đam của nó một phát chém là 1.200 đam. Cũng không phải là một dạng đam cao, vẫn chỉ là ở tầm trung thôi anh em ạ. Bùm, cũng khá là ngầu. Về phần hữu dụng thì chắc chắn rồi, mình nghĩ là mấy cái này nó chả hữu dụng được cho chúng ta làm gì hết. Farm cũng không tối ưu mà di chuyển cũng không có nữa. Nhưng bởi vì skill và đam nó cũng nhỉnh hơn ba cái thằng dưới này nên chúng ta sẽ cho nó ở C nha anh em ơi. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với thanh trùy sắt các bạn ạ. Một thanh của Kaido nhưng ở trong game này được bán với giá rất rẻ mà ở C1. Thì để xem nó có thật sự ngầu không. Animation của nó thì thật sự khá là giống với cái mà chúng ta vừa review. Và thật sự thì nó còn đánh chậm hơn các bạn ạ. Yeah, nó đánh chậm hơn khá là nhiều nha. Và cái tầm đánh của cái truy sắt này nó cũng bị giảm đi nha các bạn ơi. Như các bạn thấy, đó, mình đứng ở ngay đây mà còn không trúng, các bạn thấy không? Nói chung là tầm đánh của nó sẽ thấp hơn các melee khác. Và chiêu Z 1.800 đam. Chiêu X
1400 dam, và thật sự dam một phát chém của nó là 1000 dam. Nói chung vẫn là một cái lượng dam không cao nha các bạn, nhưng ngoại hình của nó cũng khá là ngầu nên mình sẽ cho nó vào C nha anh em ơi, trông khá là lực điền đấy. Tiếp tục lại là một bản nâng cấp của thanh katana song kiếm katana. Bây giờ chúng ta lên tham kiếm katana các bạn ạ. Vẫn là những cái thanh đó nhưng mà cộng thêm một thanh nữa trên mồm thôi. Và các bạn nghĩ đây là thanh của Zoru đúng không? Ngay từ đầu game mình cũng đã nghĩ như vậy hồi mới chơi, thật sự là không các bạn ạ. Nhưng sau khi update lên tham kiếm katana thì thật sự đây là một sự thay đổi rõ rệt hơn rất là nhiều đấy. Nhưng thật sự ấy thì dam của nó vẫn chỉ ở mức trung bình thôi, 1300 dam, đấy là sau khi còn bật haki rồi nhá các bạn nhá. Liên phong trảm, thật sự sau khi rework thì hình ảnh của tam kiếm katana rất rất là đẹp, các bạn có thể nhìn thấy các movement của nó không? Bạo kích nè, đó, lướt qua rất là đẹp luôn. Liên phong trảm lại một lần nữa, wow, siêu ngầu. Nhưng dù nó có ngầu đến thế nào thì các bạn vẫn không thể phủ nhận của nó là dam của nó chỉ ở mức trung bình, cũng như là sự hữu dụng của nó mình nghĩ là cũng không nhiều. Bởi vì sao? Yeah, chúng ta cũng chỉ có được vài chiêu này và di chuyển được thêm tầm 3 cm ha. Mình sẽ xếp nó ở trên cái Iron Mace nhưng mà vẫn dưới cái lưỡi cưa cá mập này nha các bạn ơi. Tiếp theo đó chính là vũ khí sau móc, một cái mà auto ra khi mà các bạn đánh một con Captain ở bên Shiba. Thật sự thì ở bên nước ngoài cũng có khá là nhiều người dùng cái này để hoàn thành cái combo BB của họ, nhưng ở Việt Nam mình cũng chưa thấy nhiều người làm clip cũng như dùng cái combo song móc này để đi BB nha. Nên mình nghĩ sự hữu dụng nó cũng đối với mình là nó không cao. Nhưng thật sự thì đây là một vũ khí C3 nên dam của nó sẽ ao trình hoàn toàn các vũ khí mà chúng ta vừa review. Một phát chém của nó lên tới 2600 dam, những bạn có thể để ý. Tất nhiên cũng là do thông thạo của mình một phần nữa nhưng mà nó cũng không đáng kể đâu. Lốc phi thiên là một chiêu Z và chúng ta hãy cùng dùng chiêu này. 4100 dam các bạn ơi, let's go. Nhưng đây là còn bật haki nha anh em ơi. Chúng ta cứ giảm đi tầm 200 dam haki đi là 3800 dam. Ok. Và cái chiêu lốc phi thiên này ấy, mình không biết là nó có giống như con boss không, nhưng mà hình như là nó phá haki thì phải. Chiêu X nào. Hích. Kéo về và đá lên 3600 dam các bạn ơi. Lốc phi thiên khi không bật haki sao? 3500 dam. À ok, khi không bật haki thì chỉ có 3500 dam thôi. Thật sự đây là một lượng dam rất là ao trình so với các vũ khí vừa nãy. Nhưng ngoại hình thì mình không thấy nó đẹp các bạn ạ. Đồ hữu dụng cũng ở mức vừa ổn, phá được haki, làm được cái combo BB. Các bạn có thể thấy mình ở ngay cái đoạn gần đây thôi, nhưng mình dùng chiêu này thậm chí nó còn không tới các bạn ạ. Nhưng chiêu X thì nó tới, nhưng mà thật ra là cũng khá là khó đấy. Chiêu này thật sự êm khá là khó, nên để với số đông thì mình nghĩ là các bạn cũng không thích dùng cái này để BB đâu. Và nếu dùng được BB thì thà chúng ta sẽ dùng cái khác, nó tối ưu hơn rất nhiều và nó dễ xài hơn rất nhiều, đam nó cũng to hơn nữa. Nên với quan điểm của mình vẫn sẽ chấm ở C và vẫn sau cái này nha, bởi vì mình khá là thích hình ảnh của cái này đấy. Và các bạn biết gì không, chúng ta sẽ đến với thanh kiếm hiếm đầu tiên, đó chính là Warden Sword, kiếm quản ngục các bạn ạ. Let's go. Đây là thanh kiếm các bạn có thể nhặt được khi các bạn đánh con boss Warden ở khu vực nhà tù C1 nha anh em. Và thật sự cái kiếm này rất là dài luôn các bạn ạ. Oh my god. Về phần ngoại hình thật sự mình rất là thích những thanh kiếm mà nó hầm hố, nó mang hơi hưởng của katana và nó còn dài nữa chứ. Tất nhiên rồi, khi mà một thanh kiếm dài thì tầm đánh của các bạn sẽ được cải thiện khá là nhiều, các bạn thấy không? Đó, đứng ở một khoảng cách thôi mà chúng ta vẫn có thể chém được nó các bạn ạ. Một phát chém gây ra 1400 dam, lượng dam cũng gọi là ổn nha anh em, và tốc độ chém lại còn cao nữa các bạn ạ. Đó, mỗi tội là sau khi dừng combo xong thì nó hơi bị khựng lại một nhịp, nhưng mà không sao, nó vẫn khá là ổn nha. Hiệu ứng skill của này sau khi được rework lại còn đẹp hơn nữa. Chúng ta có chiêu đa kích. Hích. Đó, các bạn sẽ tàn hình một thời gian rồi sau đó là chém ra xung quanh. Lốc kích. Hích. Đó, cái chiêu lốc kích này thật ra là nó giống với cái katana vãi các bạn ơi. Mình thích cái chiêu đa kích này hơn, chiêu lốc kích này hơi lỏ. Đó, chiêu đa kích cảm giác giống như hà trụ vậy anh em ạ, trông rất là ngầu luôn nhá. Về phần hữu dụng thì thanh kiếm này thậm chí còn không có được cái chiêu di chuyển nào các bạn ạ. Thật sự là mình chỉ chấm điểm nó cao ở phần ngoại hình thôi, còn tất cả những thứ khác mình không thể chấm nó cao được ấy. Nên nó sẽ ở C và nó sẽ hơn cái này một bậc nha anh em. Mình cũng muốn hơn cái này lắm nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ ở đầu luôn các bạn ạ. Tiếp theo chúng ta có đó chính là cây đinh 3. Về phần ngoại hình của cây đinh 3 thật sự mình không có ấn tượng gì nhiều các bạn ơi. Bởi vì nếu các bạn đi chợ hay là các bạn đi ăn nhiều ấy thì các bạn có thể thấy cái đinh 3 này nó chẳng khác gì một cái tăm hay là một cái kiểu một cái thanh nhựa cả các bạn ạ. Và không biết là ở cổng trường các bạn có bán những cái đồ chơi mà nó có cái thanh này không, chứ ngày xưa cái thời của mình ấy, cổng trường bán những cái thanh đồ chơi nhìn rất là giống luôn. Nên là mỗi khi mình nhìn cái đinh ba này mình cảm giác nó giống như một cái thanh nhựa, chứ nó không ngầu, nó không mang tính chất của một thanh đinh ba kiểu sắt thép ngầu các bạn ạ. Ngoại hình mình chấm điểm không cao nha, đấy là ý kiến cá nhân của mình. Và dam của thanh đinh ba 1600 dam, thật sự rất là đáng nể luôn, và tốc độ của nó khá cao đấy. Ok, tốc độ một combo của nó thật sự rất là cao. Chúng ta có chiêu phi đinh ba. Ấy, bùm, ô lao tới không gây dam hả?
Hay là mình lao hụt thì chắc lao hụt đi. Feeding 3 lại nè. Đó, 2.900 nam á. Thật sự một lượng nam ổn đấy chứ nhở. Thủy câu. Wow, ngoại hình của nó khá là ổn sau khi được rework nha anh em ơi. Thì hình ảnh skill của nó khá là đẹp, lượng đam khá là ổn và cũng có phá haki. Về phần hữu dụng thì mình thấy là cũng bình thường. Chúng ta cũng không di chuyển được nhiều với cái vũ khí này các bạn ạ. Tầm kéo của nó thì siêu xa đấy các bạn ạ. Oh my god, một quyết định rất dễ dàng, chắc chắn là B rồi các bạn ơi. Tiếp theo chúng ta có gậy chiêu hồn và xin đừng nhầm lẫn, bởi vì thanh này tuy được không ở sim một thật đấy, nhưng đây là một trong những thanh có thể xây dựng một cái combo BB rất là ổn luôn. Bởi vì sao? Nó có chiêu Z stun đối phương 3.000 dam và stun đối phương một lúc anh em ạ. Đóng băng liên hồn chạm cũng là một chiêu stun nha các bạn ơi. Đó, và sau khi được rework lại thì hình ảnh của nó đẹp hơn rất là nhiều. Tất nhiên mình đang bật haki nên các bạn cứ trừ đi 300 dam nhá, thì chúng ta cũng có một lượng dam khá là ổn thôi. Vậy là tầm 1.500 dam mỗi lần một lượt chém, và cả hai cái chiêu này của nó đều gây stun đối phương các bạn ạ. Đó, bạn thấy không, đều gây stun luôn, nên là đây là một trong những cái combo khá là yêu thích ở thời trước, nhưng bây giờ thì mình thấy nó ít phổ biến hơn. Ngoại hình của nó thì thật sự zoom kỹ thì chúng ta thấy một cái đường kiếm ở đây thật, nhưng mà nhìn từ xa thì nó chẳng khác gì một cái ô. Yo, nó rất giống một cái ô luôn. Phải bàn cãi, nó sẽ được ứng ở B nha các bạn ơi. Và chắc chắn rồi, nó sẽ xếp trước cái đinh ba này. Cũng là một vũ khí cực kỳ dễ mua, đó chính là ống nước. Nhưng đây là một cái vũ khí mình siêu siêu thích nếu các bạn đã theo dõi mình lâu. Hình ảnh của nó siêu đẹp. Nhìn ống nước thì có vẻ vậy thôi, nhưng bạn nào là fan của Sabo thì các bạn vẫn thích cái ống nước này, và các bạn vẫn thấy ống nước này đẹp đấy. Và nó được hoàn thiện hình ảnh rất tốt. Mình nhìn nó giống như một cái ống nước sắt thật hơn, thay vì là nhìn nó cảm giác nhựa nhựa giống như cây đinh ba kia. Đam của nó thì là 1.300 đam các bạn ơi. Chúng ta cứ trừ đi cái đam haki nhá, nhưng cái tốc độ chém của nó ở mức ổn, không nhanh cũng không chậm các bạn ạ. Tầm đánh của nó cũng không gọi là xa, nhưng các bạn biết gì không, skill của nó sau khi rework thì nó bị đẹp các bạn ạ. Vụ nổ long trời. Ui, nó còn gây thiêu đốt nữa, 3.200 đam thiêu đốt các bạn ơi. Chắc chắn rồi, thông thạo của mình cũng còn đang thấp nữa. Thật sự thì đây là một trong những cái vũ khí mà mình rất là thích đấy các bạn ạ. Thật sự là cái hình ảnh của nó quá là đẹp đi. Mình sẽ chấm hình ảnh con này 10 điểm. Nhưng chúng ta vẫn không thể phủ nhận là đam con này cũng không to lắm, và chúng ta chỉ lướt được một lần thôi. Cũng có thiêu đốt thật đấy, nhưng mà movement của nó bình thường anh em ạ, nên nó sẽ được xếp hàng đầu ở B nha các bạn ơi. Nhưng về phần hình ảnh, nó quá ao trình so với các vũ khí vừa rồi chúng ta trải nghiệm, và nó còn có chiêu đốt lửa thiêu đốt nữa, khá là đẹp. Chúng ta sẽ cho nó là vũ khí đầu tiên ở hạng A nha anh em. Tiếp theo là một thanh kiếm dài. Trước khi được rework nó khá là tệ, nhưng sau khi được rework nó cũng hơi hơi tệ các bạn ơi. Nó cũng không được nhiều người sử dụng lắm, nhưng nó thay đổi rất nhiều về cái hình ảnh, và tốc độ chém của nó thật sự rất là đáng nể đấy các bạn ạ. Một thanh kiếm dài, vậy cái tầm đánh của nó có dài không? Yeah, cũng khá là dài. Và đam của nó là 1.800 đam, hơn cái ống nước khá là nhiều. Và các chiêu của nó thật sự rất là thú vị nha. Sau khi được rework thì yeah, các bạn có thể nhìn thấy, chúng ta sẽ tạo ra nguyên một cái cánh đồng cỏ luôn các bạn ơi. Đó, bạn có thể thấy không? Nguyên một cái cánh đồng cỏ ở ngay hòn đảo băng tuyết. Trời ơi, định lý gì đây? Chiêu hủy diệt cho gây chúng ta đó chính là 2.900 đam, và nó stun đối phương trong một khoảng thời gian. Và cái chiến thắng tráng lệ này các bạn cứ nghĩ là các bạn sẽ dùng theo một cách bình thường lao đến đúng không? Nhưng mà không, nó còn thú vị hơn thế rất là nhiều. Mình nghĩ điều này cũng ít là người để ý đấy. Đó chính là khi các bạn đứng gần đối thủ là các bạn sẽ kéo đối thủ đi theo luôn. Đó, các bạn thấy không? Kéo đối thủ đi theo trên một quãng đường luôn. Oh my god. Mình nghĩ là ông nào đỉnh ấy thì cũng có thể kết hợp combo BB bằng cách này. Đó, khá là ghê. Nhưng mà yeah, về phần ngoại hình skill nó là đẹp, nhưng mà về phần thanh kiếm thì chỉ ở mức ổn thôi anh em ạ. Nó cũng không khác gì những cái thanh kiếm bình thường lắm, nên mình sẽ cho nó vào hạng. Các bạn nghĩ mình sẽ cho nó hạng này không? Không, nó sẽ ở hạng A. Tại sao? Tất nhiên hạng A hơi cao, nhưng nó là một trong những thanh kiếm đầu tiên có những cái hiệu ứng cỏ như thế này, và nó thật sự là một trong những thanh kiếm độc nhất vô nhị luôn, nên mình nghĩ nó sẽ ở hạng A nha các bạn ơi, bởi vì điểm ngoại hình của nó quá là cao đi. Tiếp theo đó chính là gậy Zite. Thực ra nó cũng chỉ là một cái ống nước thôi các bạn ơi, và chuột trái của nó thì mình thấy là bình thường, cũng không nhanh lắm nha. Và đây là một thanh kiếm của Dodo Smoke, và mình cũng đã có thông thạo lên 300 rồi, nên là đam của nó cũng sẽ cao hơn những cái bình thường thôi. 2.000 đam, ok, khá là ổn nha anh em ơi. Chúng ta có chiêu Smoke Leopard. Đó, chỉ cần chọc một cái thôi, màn xương dịch chuyển. Trời ơi, các bạn sẽ di chuyển trong màn xương mà rất là giống Hà Trụ luôn đấy. Nhưng về phần còn lại thì mình thấy là nó không được đánh giá cao ở bất kỳ một điều gì luôn. Mình chẳng thấy nó ổn thêm một cái điều gì nữa các bạn ạ. Nó sẽ ở mức giữa của hạng C nha các bạn. Ok, tiếp theo đó chính là gậy trọng lực Gravity Cane. Và thật sự tốc độ chuột trái của nó khá là nhanh đấy các bạn ạ. Mình không nghĩ là nó có nhanh như thế này cơ. Đam của nó đó chính là 1.800 đam một lần chém anh em ạ. Khá là ổn. Chúng ta có các chiêu như chiêu Z nè.
Đó, kéo đối phương về phía mình các bạn ơi. Sau đó là dùng skill. Mình thấy cái chiêu Z này khá là ổn, bởi vì các bạn có thể kéo tới và kết hợp với mình nghĩ là God Human ha. Để mình thử xem là nó có hiệu nghiệm không các bạn nhé. Oh my god, tính ra cái tầm kéo nó không xa. Địch nó chỉ ở đây thôi mà không kéo được hả anh em. Vậy là chúng ta đi gần thêm một đoạn xem nào. Đó, bây giờ thì kéo được này các bạn. Sau đó các bạn có thể God Human. Thực ra đây là một cái combo BB khá ổn, nhưng để mà kéo vào thì mình nghĩ có nhiều thanh kiếm có thể kéo ổn hơn là cái thanh gậy trọng lực này. Mình thấy nó kéo không xa, nhưng là được cái là cái chiêu kéo của nó sẽ không bị lộ ra và kéo rất là nhanh nha. Ví dụ như là thanh Speak Garden, các bạn sẽ phải đợi nó tiến dần tới, nhưng mà thanh gậy trọng lực các bạn bấm phát là địch sẽ về các bạn luôn. Địch sẽ về hướng của bạn luôn, trông rất là ngầu. Và chiêu X lại còn ngầu hơn cơ. Đó, hất đối phương lên và chém ở trên không và hất xuống. Đã vậy trời. Ngoại hình của nó khá là ổn và sau khi được rework nó cũng mang cho mình rất là nhiều tinh thần của một cái gậy trọng lực. Oh my god, siêu ngầu các bạn ơi. Ngoại hình đẹp, đam to, BB ổn thì mình nghĩ là nó sẽ ở vị trí cao nhất của hạng A nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với thanh gươm hai đầu. Yeah, nó khá là giống với cái vũ khí của Trung Đông đúng không? Mấy anh Trung Quốc là mình thấy dùng cái kiếm này nhiều hơn. Và bạn nào chắc là cũng đã từng có một tuổi thơ dữ dội là ghép hai cái thanh kiếm đồ chơi vào nhau, sau đó là múa múa đúng không anh em? Sự đấy là một cái thứ mà nghĩ lại mình vẫn thấy ngầu các bạn ạ. Và yeah, cái hiệu ứng của nó các bạn có thể thấy ngay cái phát chém đầu tiên. Đấy, nó sẽ múa từ sau lưng và sau đó là chém ra đằng trước. Đó, nên là mình đánh giá là cái animation của cái con này cho sự độc nhất vô nhị đấy. Bởi vì là chỉ có nó mới có cái hiệu ứng à. Đấy, xoay ra đằng sau rồi chém ra đằng trước đấy các bạn ơi. Đam của nó chỉ là 1.500 đam, cũng không ổn. Tầm đánh của nó tuy là kiếm hai đầu nhưng thực ra tầm đánh không xa. Chúng ta có chiêu Z. Hích. Đó, thực ra là hiệu ứng của cái bọn này ấy nó khá là giống với cái mấy cái thanh kiếm đầu tiên, nhưng mà được cái chiêu nó ổn hơn, đam ở tầm trung. Cái độc lạ duy nhất là gì? Đây là cái animation chém này là chỉ một mình nó có đấy các bạn ơi. Sự hữu dụng thì cũng không cao, nên thanh gươm hai đầu này mình cũng sẽ cho nó vào khoảng C đi, ngay dưới cái thanh Sword Warden. Và hãy cùng đến với thanh đinh ba rồng. Đây là một thanh nâng cấp của đinh ba ở bên C1 các bạn ơi. Đây sẽ là các bạn sẽ lấy được ở con boss cuối cùng của C2. Và ngoại hình của nó trông rất là ngầu các bạn ạ. Có thể thấy cái đuôi của nó hay là cái này của nó trông rất là giống một cái cánh rồng luôn. Nó còn có một viên ngọc ở đây, cũng như là ngoại hình của nó được chăm chút hơn rất là nhiều so với cái đinh ba vừa nãy. Cái vừa nãy mình chê khá là nhiều về ngoại hình, nhưng cái này thì mình không thể chê đi đâu được, bởi vì nó rất là mang cái hơi hướng của một cái đinh ba, trông rất là ngầu luôn, không thể chê được ngoại hình của nó. Đam của nó một lần chém đó chính là 2.200 đam, nhưng mình nghĩ nó sẽ chỉ quanh quanh là 1.900 mấy thôi, bởi vì là thông thạo của mình đang cao. Chúng ta có chiêu giết hải long nộ. Wow, các bạn thấy không, hiệu ứng của nó to hơn rất là nhiều so với cái đinh ba kia. Thủy Long Vũ nè. Đó, cái tầm của nó siêu rộng luôn anh em. Nhưng mà các bạn đừng để cái hình ảnh nó đánh lừa nha. Tầm siêu rộng thôi nhưng mà gây đam cũng không rộng lắm đâu. Có hai con ở đây đúng không, thậm chí là ba con đi. Rồi ok, chúng ta thử xem nào. Ok, ê, nó có cả gây đam lên xung quanh cả con này nhá. Wow, rồi cái tầm quân này gây đam khá là cao đấy các bạn ơi. Các bạn có thể thấy cả hai con đều mất nửa máu nè. Hải Long Lộ đó còn bắn xuyên đối phương cơ. Thật sự đây là một trong những vũ khí mà các bạn có thể dùng để đi farm AOE rất là ngon. Để PP thì mình không đánh giá cao, nhưng cái sự hữu dụng của nó trong AOE bằng hai cái chiêu này, xuyên đối phương này, gây đam nhiều mục tiêu này, và tốc độ đánh thì cũng ở mức khá là ổn đấy chứ. Đó, đam cũng khá là to, ngoại hình khá là đẹp. Tất nhiên rồi, nó sẽ ở mức A các bạn ơi. Mình đang phân vân là nó sẽ ở sau cái này hay ở trước cái này. Thì các bạn hãy comment dưới ý kiến của bạn nhé. Nhưng mình nghĩ là mình sẽ để nó ở trước cái này đi, bởi vì cá nhân của mình thấy là mình vẫn thích cái thanh này hơn. Tiếp theo là thanh đại đao Bicento. Thanh này thì mình chưa lên được V2, bởi vì là đợi rô trắng 6 tiếng, 8 tiếng hay là 6 tiếng ở bạn, nó hơi là một cái thử thách, nó hardcore. Nên là mình cũng không đợi lên V2 nữa, nên là mình cũng không thể đánh giá được cái đại đao Bicento này. Nhưng thật sự thì cái đam của nó là một cái lượng đam, một trong những melee có lượng đam ổn đấy anh em. Chúng ta có chiêu phá gió. Bình thường thôi, chấn động cầu là đánh tại chỗ. Bùm, 3.100 đam. Bởi vì đây là V1 nên mình không thể đánh giá nó được. Và đây là một vũ khí còn có cả V2 nữa. Và chắc chắn V1 nó đã ổn như này rồi, V2 chắc chắn nó phải ổn hơn đúng không anh em. Mình cũng đã từng sử dụng V2 rất là nhiều ở trong những cái arc cũ của mình, nên nó cũng sẽ là một thanh kiếm ở mức A nha các bạn ơi. Nhưng nó sẽ ở sau cái thanh kiếm này. Tiếp theo chúng ta có kiếm Birdie. Đây là một thanh kiếm bạn thân. Tại sao đó là một thanh kiếm bạn thân? Bởi vì thanh kiếm này có linh hồn nha các bạn. Đó, bởi vì nó là của một thanh kiếm Big Mom nên nó
có mắt và có mồm, nó có nhận thức luôn từ trong thanh kiếm này. Ê, tính ra làm clip này mới về để ý cái hình ảnh này đấy, không biết các bạn nào biết về cái này chưa. Cái răng của nó trông khá là thật đấy chứ nhở. Uầy, thanh kiếm này thật sự mình không cần phải nói nhiều, đây là một thanh kiếm các bạn dùng để DPP rất nhiều. Bởi vì sao? Khi các bạn cộng chỉ số vào thanh kiếm thì cái triệu X sẽ xung kích này sẽ tăng đam theo cái tầm mà các bạn có thể gây đam cho đối phương, càng gần thì đam càng ít nha. Ví dụ chúng ta đứng ở ngay gần đi, 3200 đam đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ đi một đoạn khá là xa các bạn nhé. Đứng ở đây vẫn có thể gây đam được nha các bạn. Bam, 4400 đam, anh em thấy chưa? Càng xa thì càng nhiều đam nha. Và chiêu này phá Haki các bạn ạ, không dùng Haki né được. Chiêu nhiệt chảm này cũng là một chiêu phá Haki thì phải, mình cũng không nhớ nữa. Nhưng đấy, nó sẽ đốt lên tới bao nhiêu? Ui, 4700 đam cơ, dã man vậy. Và một phát chém của nó 2000 đam, cũng như là cái tốc độ đánh của nó cũng ở mức khá là ổn nha. Và nó cũng là một thanh Tier A, và mình sẽ để nó ở vị trí đứng đầu của Tier A nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với thanh kiếm của Floor. À nhầm, thanh kiếm của hải tặc hào hoa Cavrando. Sau khi được rework thì hình ảnh nó rất là đẹp các bạn ơi. Có những cánh hoa ở đây và trông nó cũng rất là điệu ấy chứ nhở. Ông nào best Floor khá là thích cái kiểu cầm này. Đấy, trông kiểu cầm rất là thanh lịch luôn. Và cái animation chém của nó cũng rất là đỉnh nha. Các bạn có thể auto lướt mà không cần phải di chuyển gì. Đấy, và tất nhiên rồi, vẫn là giữ sự thanh lịch dù có chém nhiều đến mức nào nữa, không cần bỏ cái tay thứ hai ra. Thật ra là bộ kỹ năng của kiếm Cavrando này mình không đánh giá cao, bởi vì nó chỉ lướt thôi các bạn, đơn giản là lướt thôi. Đó, bạn có thể thấy chỉ đơn giản là lướt thôi. Đó, cũng không có stun nhiều lắm nữa, mà đấy, chỉ có đi qua đi lại chém thôi. Mình nghĩ là các bạn cũng có thể kết hợp với để mình xem, để mình có kết hợp được với Godwoman không anh em. Ây da, hơi khó nha. Thực sự kết hợp với Godwoman hơi khó đấy. Lại nào Hồng Hoa Kích, xong quay lại Z. Thật ra thì cũng khá là ổn. Nhưng mà để mà kết hợp combo với Cavrando thì mình nghĩ là không tối ưu. Anh em có thể dùng những cái khác để kết hợp mà. Chúng ta sẽ dùng chiêu Z và chiêu X cùng một thời điểm xem nào. Hít. Đó. Ui, dùng hai chiêu một thời điểm 6000 đam mà. Sự cái thanh kiếm này khá mờ nhạt. Dù con boss sở hữu nó khỏe thật đấy, nhưng mà khi chúng ta có thanh kiếm này thì nó hơi mờ nhạt các bạn ạ. Mình sẽ cho nó vào hạng cao nhất của B đi các bạn ơi, bởi vì lượng đam khá là đáng nể của nó. Và đây là một vũ khí mình nghĩ là ức chế nhất so với các bạn. Các bạn biết đó là gì không? Đúng, các bạn đoán không nhầm đâu, đó chính là mini Zoro anh em ạ, dao găm bóng tối. Wow. Nói thật, đây cũng là một trong những cái thanh độc nhất vô nhị, bởi vì chỉ có nó là một cái vũ khí nhỏ nhất trong Blood Fruit các bạn ạ, nên là tầm đánh của nó cũng sẽ tương ứng các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy chúng ta sẽ có một cái tầm đánh nó không cao so với một cái vũ khí, nhưng bởi vì nó là dao găm nên là cái tốc độ của nó cũng khá là nhanh các bạn ạ. Và nói thật là mình thấy cái mini Zoro này rất là đẹp, nhưng tại sao nó lại là một thứ gây ức chế? Bởi vì cái tỷ lệ ra cái mini Zoro quá thấp. Không biết các bạn đánh bao nhiêu con thì ra, chứ mình đã phải đánh hơn chục con, cụ thể là gần 20-30 con Rip Indra mới ra. Mà các bạn biết rồi, mỗi lần đánh Rip Indra rất là lâu và rất là kiểu mất thời gian ra chiến thánh đúng không? 2% ra chiến thánh nếu các bạn có game pass, và cái này nữa 1% nữa. Ui rồi ôi, nó siêu hiếm, nên là ông nào có là chứng tỏ cũng là một dạng cày cuốc đấy. Bởi vì cái này không phải tiền mua được đâu anh em ạ. Chúng ta có chiêu ám kích. Ồ, đẩy đối phương ra rất xa, 3300 đam. Mỗi nhát chém của nó rơi vào tầm 1900 đam. Và chiêu ám. Ây, ui lao vào sau rồi chém một phát các bạn ạ, 3700 đam. Nói chung là cái này mình cũng thấy ít người dùng combo lắm, nhưng mà thật ra là nếu mà combo được cái này thì khá là đẹp. Chứ mình thấy thì đi farm cũng bình thường, không ngon anh em. Chẳng ai đi pha bằng cái dao găm bóng tối này cả. Nó chỉ là một cái thành tựu cho những ai thích sưu tầm đồ hiếm thôi. Sau đó mọi người sẽ vứt xó nó, chứ mình thấy khá là ít người dùng cái này các bạn ạ. Bởi vì độ hiếm của nó, độ hữu dụng thì không cao, nhưng mà hình ảnh cũng khá là đẹp, độc nhất vô nhị luôn. Nó là một cái thanh mini và các bạn còn đeo được ở cổ nữa cơ. Và trông nó cũng khá là ngầu nữa, lượng đam khá là ổn, nên mình sẽ để nó ở hạng A nha. Sau Birdie Sword, tiếp theo chúng ta sẽ đến với Force Slam. Let's go. Đây là một vũ khí thật sự là đẹp trong mắt của mình. Mình là một fan của màu xanh thì như anh em đã biết rồi. Và đây là một món vũ khí có lửa xanh các bạn ơi. Các bạn biết rồi đấy, lửa xanh là lửa nóng hơn lửa cam rất là nhiều. Anh em cứ bật cái bếp ga lên ấy, thì cái đốm lửa bên dưới nó màu xanh, rồi lên dần dần nó mới là màu cam đúng không? Thì lửa xanh là lửa nóng nhất nha anh em. Chúng ta có thể thấy sức mạnh của nó như thế nào. Chúng ta có chiêu Z đây, trông đẹp không anh em? Thật sự rất là ngầu luôn các bạn ạ. Các bạn sẽ tạo ra một cái vòng tròn đấy. Wow, và phi ra. Wow, ok, và hỏa bão địa ngục cũng rất đẹp này. Ui, cái hình ảnh của nó. Ây da, sao có một cái melee nó đẹp như này chứ? Ngây ngất lòng người thật sự ấy. Một phát chém của nó rơi vào tầm 2000 đam. Và cái tốc độ chém của nó thật sự cũng khá là nhanh. Và cái tầm chém của nó cũng khá là xa nữa các bạn có thể thấy. Sao effect của nó cũng hay nha. Đây là một trong số hiếm vũ khí có cái sao kiểu như này.
trông khá là đã đúng không các bạn? Và chiêu Z này các bạn. Ok, gồng lên và bùm. Ui, 4.000 đam chiêu Z. Trời ơi, sao đam nó có thể to như vậy? Hỏa báo địa ngục này anh em. Đấy, các bạn giữ nha các bạn. Đó, xong rồi nó sẽ lao tới quém thêm một phát nữa và 4.700 đam. Thật sự là cái Force Slam này mình thấy mọi người cũng hưởng ứng để BB khá là nhiều đấy các bạn ạ. Nó cũng ứng dụng được làm combo BB và nó cũng sẽ có một vài chiêu đi farm khá là ổn. Mỗi tội là độ cơ động nó không cao bởi vì nó không có chiêu di chuyển các bạn ạ. Nhưng đây cũng là một món vật phẩm rất là hiếm, khó lấy và trông ngoại hình rất là ngầu. Đây là một cái cây đèn mà độc nhất vô nhị trong game luôn các bạn ơi. Đặc biệt hơn là nó có tính xác hơn là 3 chiêu anh em ạ. Giữ lại các bạn sẽ tạo ra một cái chiêu như thế này. Ngầu như anh em. Đó, lao tới. Nhưng nếu các bạn không giữ thì nó chỉ lao tới. Đấy, lao tới tê le và cũng gây đốt luôn nha. Tất nhiên đam không bằng khi các bạn giữ rồi, nhưng thật sự là nó có 3 chiêu và các bạn có thể kết hợp combo tùy thích anh em ạ. Bởi vì nó mang cho mình một sức mạnh Kitsune nên chúng ta sẽ cho nó đứng đầu hạng A. Thật sự luôn, mình rất muốn cho nó hạng S. Nghĩ lại thì thôi, mình sẽ cho nó hạng S luôn các bạn ạ. Bởi vì ý kiến cá nhân của mình nữa là mình thích nó anh em nhá. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thanh kiếm Coco, một thanh kiếm mà rất là ngầu. Sau khi được rework thì mình nói là hình ảnh của nó siêu đẹp. Cá nhân mình siêu thích hình ảnh của con này. Thích là thích thế thôi, nhưng mình chưa bao giờ sử dụng các bạn ạ. Bởi vì là mình nghĩ độ hữu dụng nó không cao. Chúng ta có ở đây một cái thanh Coco, nhưng mà nó là dựa trên một cái thanh Katana. Và các bạn có chiêu lôi sắt. Đó, đấy lý do mình bảo nó ngầu ở đây các bạn ơi. Các bạn có thể tạo dáng bằng cái này, chụp ảnh rất là đẹp. Anh em thấy không? Đó, cầm một cái thanh như này, cảm giác nó giống cái chiêu gì các bạn biết không? Giống lúc mà Zenitsu chuẩn bị dùng chiêu đúng không anh em? Đấy, Zenitsu sẽ ngủ gật và gồng như này một lúc, sau đó là tấn công đối phương. Hey. Đó, oh my god. Đam một phát chém của nó sẽ rơi vào khoảng 2.500 đam. Nhưng đây là thông thạo 600, mình phải qua arc này bởi vì sao, tí các bạn sẽ biết. Vậy thì đam trung bình sẽ khoảng 2.000 đam các bạn ạ. Và chúng ta có chiêu lôi tâm kích. Đó, boom. Trời ơi, bắn ra set các bạn thấy chưa? Gớm chưa các bạn ơi. Đam con này ở mức khá nha các bạn ơi. Nó chưa được đứng ở mức cao đâu. Bởi vì thông thạo arc này cao quá nên là điểm nó mới cao thôi. Bây giờ các bạn thấy nhá, mình đang dùng lôi tâm kích, mình phải bắn trúng nó mới có đam đúng không? Mình bắn lệch đi thì sao? Chắc chắn là bắn lệch đi làm sao có đam được. Nhưng mình nghĩ điều này rất ít người biết anh em ạ. Là khi các bạn trang bị trái điều khiển vào. Ok, thì trước khi các bạn bật cái room lên thì các bạn có thể nhìn thấy mình sẽ đứng ở đây và mắc của nó sẽ là ở đến đoạn giữa này đúng không? Nhưng khi chúng ta bật cái room lên đó, thì mắc của nó sẽ là mắc so với cái room các bạn nhé. Chúng ta sẽ dùng lại lôi tâm kích này. Hí, bam. Thấy chưa? Còn chúng thằng ở bên ngoài cơ các bạn ơi. Và tốc độ của nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Các bạn thấy không? Đó, nãy nó ở đây nhưng mà nó sẽ có cái giới hạn vô tận trong cái room này. Đấy, miễn là ở trong room này là được các bạn nhé. Và cái tầm nó cũng được thay đổi. Ví dụ mình sẽ đứng lệch đây một xíu, mình sẽ bắn con này nhá. Nhưng mà con này vẫn dính đam này anh em. Bắn nè. Đó, bạn thấy chưa? Bắn lệch đi một xíu nhưng con này vẫn dính đam các bạn ạ. Cả hai con đều dính đam. Chúng ta sẽ dùng lôi sát ở trong đây. Ở trong cái room này ấy, thì mọi thứ các bạn dùng ở kiếm Coco nó sẽ được tăng lên. Và điều đó khiến cái Coco này trở nên bá đạo hơn rất là nhiều. Và nó có thể ngang hàng với các thanh kiếm truyền thuyết nếu nó ở trong cái room các bạn nhá. Rồi, làm lại nè, bắn lệch đi một xíu. Lệch, nếu mà lệch quá thì con này không trúng các bạn ơi. Tất nhiên thì các bạn phải êm chuẩn. Nhưng bởi vì cái độ bá đạo của nó phụ thuộc quá nhiều vào cái trái còn trâu nên nó vẫn chỉ ở hạng A thôi. Và mình sẽ xếp nó ở dưới đại đao Bicento các bạn nhá. Tiếp theo chúng ta có Midnight Blade. Oh my god, nó như một thanh kiếm siêu nhân đúng không anh em ơi. Thật sự nó giống mấy cái thanh kiếm mà anh hùng trái đất, cái phim của mấy anh tàu khựa ấy, kiểu Kamen Rider ấy các bạn. Cái tốc độ chém của nó cũng khá là ổn. Và thật sự cái chiêu của nó cũng rất là đỉnh các bạn ạ. Khai môn. Đó. Nó được rework lại nên là những cái chiêu của nó mang hơi hướng của trái cổng. Và cái sound effect của nó cũng từ trái cổng. Một phát chém của nó có thể gây từ 2.001 đam. Thật sự là một lượng đam khá ổn đấy chứ. Và một chiêu khai môn khi không bật Haki là 3.600 đam. Và chiêu bán phi nguyệt bam 3.700 đam các bạn ơi. Wow, thật ra là cái Midnight Blade này khá ổn đấy chứ nhỉ. Về phần hữu dụng thì mình thấy nó cũng ở mức vừa phải các bạn nhé. Và hình ảnh nó rất là đẹp, nó sẽ bắn ra phân thân của các bạn để phân thân các bạn dùng chiêu được của nó. Mình sẽ tiếp tục liệt nó vào hạng A các bạn nhé, sau kiếm Birdie Sword đi. Tiếp theo là cái lôi gậy thể một. Trông nó cũng bình thường các bạn nhé. Và tốc độ đánh của nó rất là chậm luôn nha. Anh em có thể thấy là cái sự khác biệt 1.900 đam một lần đánh. Và chúng ta có chiêu mây nổ. Nó rất là lỏ, nó siêu chậm luôn các bạn ạ. Mang tiếng là trái lôi, nhưng mà từ cái trái lôi lẫn cái cây gậy này V1 nó rất là chậm nhiều cái luôn. Mưa sấm chớp này các bạn.
Đó, sau khi rework thì hình nó đã dẹp hơn, đỡ phế hơn, nhưng mà đam nó vẫn tầm trung và tốc độ đánh thì chậm nữa. Nên là ở cái thể 1 của cái lôi gậy này mình không đánh giá cao nó nha. Nhưng tất nhiên nó vẫn khá là ổn so với những cái hàng dưới này, nên mình sẽ cho nó ở hạng B. Ok, chúng ta sẽ đến với ngay V2 của nó. Cái V2 này lấy khó hơn rất nhiều. Các bạn sẽ phải có full thức tỉnh của trái lôi và full thông thạo của cái lôi gậy thể 1. Nên là khi các bạn đi raid thêm một lần nữa, nó mới mở khóa cho các bạn để vào cái hòn đảo mua cái Pole thể 2 này. Hình ảnh của Pole thể 2 không phải chê rồi, rất là đẹp đúng không anh em ơi. Và tốc độ đánh sẽ được cải thiện nha các bạn nhé. Đó, tốc độ đánh đã được cải thiện rất là rõ ràng. Chúng ta có chiêu Hand of God, chiêu Z, hình. Đó, ngầu chưa bạn ơi, nó dứt khoát hơn, chiêu nó nhanh hơn và nó gây stun đối phương. Lôi ngục cũng stun đối phương này. Oh my god, nhưng mà mình đánh hồ rồi. Nhưng các bạn có thể thấy nó rất là đẹp đúng không? Stun lại nè. Đó, đừng có di chuyển nữa. Đấy, counter ngay, một phát chém là 2200 dam. Tất nhiên là dam của nó sẽ hơn cái lôi gậy thể một rất là nhiều. Lôi ngục này các bạn. Boom, 3500 dam và stun đối phương lại một lúc cơ. Nên là cái Pole thể 2 này là một trong những trick mà để các bạn tele đối phương qua dung nham, sau đó các bạn stun đối phương ở ngay dưới dung nham, rất là hợp lý luôn. Cá nhân của mình cũng rất thích nó nữa, nên nó sẽ được xếp ở hạng A các bạn nhé. Hạng A tính ra khá là nhiều các bạn nhờ. Và đây là thanh nhiều pha nhất sau update đúng không? Đây có phải một thanh kiếm nhiều pha nhất trong sau update không các bạn? Bởi vì mình thấy là một thanh kiếm Rengoku rất là ngầu các bạn nhé. Chúng ta có những cái đường chém nó ra cái màu cam này này. Và khi chém nó gây 2200 dam khi chưa bật Haki và chiêu Z của nó. Siêu ngầu, kèm theo hiệu ứng đốt cháy thì 4300 dam các bạn nhé. Và chiêu X của nó khi các bạn không giữ. Đấy, thì nó đốt full thời gian đốt là 4200 dam. Siêu đáng nể luôn. Nhưng nó cũng như Force Slam, nó có tận 3 dạng chiêu. Viêm chám. Đấy, ui, hình ảnh nó bị đẹp ấy các bạn ơi. Trông nó rất ngầu và bam. Wow, 4500 dam full thời gian đốt. Và nó sẽ theo cái hình nón, nên là nó sẽ đa mục tiêu nha anh em. Nên là cái chiêu X này khi các bạn giữ thì các bạn đi farm rất là được luôn ấy. Ui, nói chung là cái Rengoku này mình thấy mọi người sau khi update đi combo BB rất là nhiều. Đấy, bạn thấy không? Đó, nhưng mà cái chiêu Z này đơn mục tiêu thôi, nên là vừa BB ngon, cũng vừa AOE ngon. Để phải nói là cái tốc độ chém con này cũng khá là cao nữa các bạn ạ. Lượng đam cũng rất là đáng nể luôn anh em ơi. Mình sẽ không ngần ngại cho nó vào hạng S các bạn nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với thanh Saber, một cái thanh sốc đam kinh nhất. Và cái thanh này nó sẽ update lên rất là nhiều khi các bạn có tộc Human. Bởi vì tộc Human càng ít máu các bạn sẽ càng nhiều đam. Và kiếm Saber là một trong những kiếm sốc đam siêu mạnh các bạn ạ. Ngoại hình của nó thì mình đánh giá là bình thường, nó không khác gì cái đao hải tặc cả. Nhưng một phát chém của nó cũng chỉ có 1000 dam thôi các bạn ơi, rất bình thường đúng không anh em. Chiêu X của nó bắn ra một luồng laser 3 tia, à không, rất là nhiều tia, 3000 dam. Và chiêu tử kích của nó là lướt ra đối phương 2000 dam. Các bạn sẽ kiểu, ui, yếu vãi hò đúng không? Thật ra là đam gốc của cái Saber nó thấp thật, bởi vì nó là một vũ khí ở bên C1. Nhưng nếu các bạn dùng hai chiêu này cùng một lúc anh em nhé, XZ, và dùng gần đối phương, các bạn sẽ gây 6000 dam. Nếu các bạn ở C2 thì đây là một trong những thanh kiếm mắc ping rồi. Nhưng mà qua C3 thì hiện tại là nó hơi thọt. Bởi vì sau khi update thì cái lượng đam của nó không còn ảo như ngày xưa nữa. Nhưng thực sự nó vẫn là một cái vũ khí siêu đẹp sau khi update. Và vẫn rất là nhiều người ưu chuộng bởi khả năng sốc đam đáng kinh ngạc của nó các bạn ạ. Ý kiến cá nhân của mình thì nhiều người đánh giá quá cao con Saber này. Nhưng cảm giác của mình thì nó vẫn nên ở top đầu trong hạng A đấy các bạn ơi. Nếu các bạn đánh giá nó hạng S thì các bạn hãy đưa ra những lý do để chúng ta hãy cùng thảo luận một cách văn minh ở dưới bình luận các bạn nhé. Mình cũng rất mong chờ xem các bạn có những góc nhìn hay nào về con Saber này. Bởi vì có thể là mình chưa biết nhiều về con này các bạn ạ. Nên nó sẽ đứng đầu của hạng A nha anh em, cận hạng S luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một trong ba thanh kiếm katana huyền thoại các bạn ạ. Và đây là thanh kiếm Sadi. Lượng đam của nó khi chém là 2000 đam. Và chiêu Z của nó, wow, sau khi được rework thì trông nó rất là đẹp các bạn ạ. Kim phong trảm. Đấy các bạn thấy không, gồng lên này. Đó, nó có hiệu ứng màu vàng kim các bạn nhé. 3600 dam và hất đối phương đi các bạn ơi. Thật sự là cả hai chiêu này rất ngon. Và nó có thêm một chiêu lướt nữa. Nhưng bởi vì nó vẫn chỉ là một thanh kiếm huyền thoại xuất hiện ở bên C2, tất nhiên là nó vẫn sẽ có lượng đam khá là khiêm tốn anh em ạ. Nên mình sẽ cho nó vào hạng A. Và nó sẽ ở vị trí này. Tiếp theo là một vũ khí siêu hiếm để có được, đó chính là xanh Archer, mỏ neo cá mập. Tốc độ đánh của nó thực sự rất là đáng nể so với một vũ khí trông khá là cồng kềnh. Và cái hình ảnh của nó thực sự cũng rất là đẹp luôn. Mình rất thích cái hình ảnh con này. Nó mang đúng cái đậm chất là hầm hố, khỏe mạnh. Và tất nhiên rồi,
đam của nó rất là to bởi vì nó là một vũ khí xuất hiện ở C3 và 2000 mốt đam cho một phát chém, cũng như là chiêu Z của nó thật sự thì là một chiêu các bạn có thể dùng DPP cũng như là AOE rất ổn luôn. Nó diện rộng và nó gây stun đối phương. Các bạn cứ tưởng tượng nó như chiêu C của trái bột ấy, và có chiêu X nè. Đấy, hất lên đối phương và hất xuống. Wow, siêu đã anh em nhá. Chiêu Z các bạn giữ thì nó sẽ hất lâu hơn, còn nếu không giữ thì nó sẽ nhả ra luôn. Đó, nói chung là wow, nó còn đánh được một lúc cả hai con quái cơ các bạn ạ. Ui, lượng đam rất là khổng lồ khi các bạn dùng skill anh em nhé. Và cái hình ảnh nó cũng rất là đẹp nữa các bạn ơi. Độ hữu dụng farm ngon cao thế thì tại sao nó lại ở hạng A được? Yeah, nó phải ở hạng S các bạn ạ. Và mình nghĩ là nó sẽ hơn Rengoku đấy. Tiếp theo vẫn là một trong ba thanh kiếm huyền thoại, thì đây là một thanh kiếm Shisui. Đó, thanh kiếm này thì mình thích nó hơn bởi vì nó có những cái chiêu mà các bạn có thể combo BB rất ổn. Một phát chém của nó rơi vào khoảng 2000 đam và chiêu Z của nó, bam, các bạn sẽ lướt qua gây đam cho đối phương. Điều này sẽ khiến độ cơ động của bạn tăng cao lên bởi vì những thanh kiếm mà có chiêu lướt thật sự combo PP rất là đã luôn anh em nhé. Mình sẽ ví dụ cho các bạn một cái combo rất là phổ biến với các thanh kiếm có chiêu lướt này. Các bạn lướt đi xong rồi dùng lại cái God Human. Đó là hoàn thành một cái combo rất là đơn giản luôn. Và cái combo này các bạn có thể ghép được vào rất là nhiều các trá quỷ khác. Chúng ta có chiêu tâm kích. Đấy, bam, 3500 đam các bạn ạ. Wow, nói chung là nó vẫn là một cái thanh kiếm rất là ổn ở trong cái điều kiện, mỗi tội là nó siêu hiếm các bạn ạ. Tuy nó hiếm nhưng mà cái giá trị nó mang lại cũng không cao. Nó chỉ là một trong những vật sưu tầm để chúng ta có được cái tam kiếm thôi. Mình sẽ xếp thanh Shisui ở trên thanh Sadi nha các bạn ơi. Một vũ khí của Touking, thanh đinh ba gai anh em ạ. Oh my god, thanh này thì khỏi phải nói rồi, nó quá là hữu dụng đi. Tất nhiên đi farm nó không hữu dụng đến như thế, nhưng trong BB nó là một cái top tier. Trong BB nó là một trong những vũ khí kết hợp được nhiều combo nhất, dễ xài nhất và gây đột biến cao nhất, nên là một cái vũ khí này khỏi phải nói. Một phát chém của nó thì 2.300 đam rất đáng nể, nhưng mà bởi vì thông thạo mình cũng rất là cao, cái con này tận 500 cơ. Đinh ba kích đó là các bạn sẽ kéo đối phương về anh em nhé. Và sau khi rework thì cái đinh ba gai này cũng đẹp hơn rất là nhiều. Lốc bột, bam, lao vào và lướt đối phương đi, đẩy đối phương ra một đoạn. Cả hai chiêu này các bạn đều có thể di chuyển, như cái đinh ba kích này các bạn có thể di chuyển ra mọi nơi đó, hoặc là các bạn có thể kéo đối phương về phía mình. Một combo rất là đơn giản của đinh ba gai để mọi người xây dựng đó chính là mọi người thường lốc bột này đó, sau đó là kéo vào, sau đó dùng God Human, sau đó là dùng cái này, cái này đó rất là ngầu luôn. Mà tại nãy mình kéo con này nó bị ao tầm nên nó biến mất luôn anh em ạ. Lại này anh em, lốc bột kéo về. Đó là lý do tôi không bao giờ tôi đi BB được các bạn ạ. Với toàn bộ lý do đó, chắc chắn nó sẽ ở hạng S rồi. Và sẽ có một sự thay đổi một xíu. Mình nghĩ là đây mới là những gì mình chấm điểm đúng các bạn ơi. Bởi vì dù gì thì cái này chỉ ngon trong BB thôi, nhưng mà farm với ở lẫn BB thì cái này có sự hữu dụng nó cao hơn. Chúng ta có ở đây đó chính là thanh Tushita, một trong hai thanh kiếm nguyền rủa rất là ngầu. Và chắc chắn rồi, nó sẽ là một trong những vũ khí đáng mong chờ. 2000 mốt đam và chiêu Z của nó gây stun đối phương các bạn nhé. Chiêu thiên nhất sát cũng là một chiêu di chuyển, nó sẽ khiến cái độ cơ động của bạn tăng cao. Và sau khi rework thì hình ảnh của Tushita được đẹp hơn rất là nhiều các bạn ạ. Và nó cũng là một trong những thanh kiếm truyền thuyết và rất là khó lấy, nhưng độ hữu dụng của nó không cao lắm bởi vì trong BB mọi người dùng cái gì hơn thì các bạn biết rồi đấy. Nhưng lượng đam của nó rất là lớn các bạn nhé. Một chiêu của nó gây tận 4.700 đam khi mà kết thúc, và thiên nhất sát thì lại hơi yếu, 3.600 đam. Nên tuy nó là một thanh kiếm truyền thuyết nhưng có vẻ là về độ hiếm của nó thôi. Còn độ hữu dụng các kiểu và ngoại hình của nó thì mình sẽ để nó ở mức A. Mình sẽ để nó ở đây các bạn nhé. Và đây là thanh kiếm cuối cùng trong bộ 3 thanh kiếm katana huyền thoại, đó chính là cây Wando anh em. Chúng ta có một phát chém 2.000 đam và liên kích. Rồi 6.000 đam cái liên kích. Oh my god. Và cái animation nó rất là đẹp. Sau khi rework thì mình rất ít sử dụng cái Wando bởi vì mình nghĩ nó không có gì hay. Nhưng các bạn có thể nhìn animation chém của nó đi. Ui, chính xác hơn là 4.000 đam, chứ 6.000 đam nãy là tính thêm cả cái nhát chém thường của mình. Và chiêu X của nó Dragon Gust lao tới đối phương và chém. Nhưng nói về sự hữu dụng thì con này chả dùng để làm gì. Đi farm mọi người cũng chả dùng con này để làm gì luôn. Nên nó sẽ ở cái vị trí này nha các bạn. Và ok anh em ơi, đây là một vũ khí chắc các bạn mong chờ từ đầu clip đến giờ. Thanh kiếm Yama, một trong hai thanh kiếm nghiền rủa, và đây là thanh kiếm hữu dụng hơn cả Tushita. Mình nghĩ là phải gấp 2 lần bởi vì là thanh kiếm này kết hợp được rất là nhiều combo với lượng đam khá là ổn. 2.200 đam một lượt chém và cả hai chiêu đều tạo ra cho các bạn một cái lượng cơ động rất là cao. Quỷ chám, đó các bạn thấy chưa, rất là cơ động, cùng với đó là lốc địa ngục. Cả hai chiêu đều lướt nha các bạn nhé.
nên cái việc kết hợp combo của con này siêu siêu dễ anh em ạ. Ngày xưa mình có rất là nhiều combo lúc mà mới tập chơi ấy, mình toàn dùng combo với thanh Yama này thôi. Nó cực kỳ cơ động và các chiêu của nó cũng rất là dễ để có thể kết hợp anh em ạ. Nói chung là thanh Yama thì chắc mình khỏi phải nói rồi. Trong lòng mình thì thanh Yama nó sẽ ở hạng S. Mình sẽ để nó hơn Rengoku anh em ạ. Và cuối cùng chúng ta đã biết rồi, một thanh song đao nguyền rủa. Thanh này thì chắc là không cần phải bàn tới. Nó đủ các kiểu phá haki, combo BP, đi farm, tốc độ chém rất là cao. Đam thì sao ạ? Đam thì rất là to chứ còn gì nữa. 2.300 đam một lần chém và cái chiêu bạo huyết kích của nó. Một chiêu mà phá haki cực kỳ là khó chịu, gây 4.800 đam khi mà kết thúc. Và chiêu diệt song long kiếm của nó thì sao? Bam! 4.300 đam. Tất nhiên đấy là mình giữ nha các bạn ơi. Còn nếu mà các bạn không giữ thì mọi combo của bạn sẽ nhanh hơn, nhưng nó sẽ không được tối ưu đam. Và thật sự kết hợp combo BB với cái song đao này là một cái siêu siêu ngon các bạn nhé. Chúng ta cũng có thể dùng các chiêu như là bạo huyết kích ra, dùng cái này rồi quay lại cuồng thú, sau đó là lục thức các kiểu. Nhưng mà cái không gian này nó quá bé nên là nãy mình cũng dùng hụt rồi. Nhưng cái combo này mình dùng khá là nhiều các bạn ạ. Một cái combo cơ bản của song đao nguyền rủa, PP ngon, farm ngon, đam to các kiểu này không phải nói gì nữa. Nó ở hạng S là điều đương nhiên, không phải nói cãi rồi các bạn ơi. Tiếp theo là thanh tam bảo kiếm. Ui, một thanh siêu khó lấy. Và một lần chém 2.200 đam. Chiêu Z của nó cũng rất là ngầu. Bam! Nó là thanh của ai các bạn biết rồi, thanh của Zoro các bạn nhá. Nên rất nhiều bạn lấy thanh kiếm này để chip moment với idol Zoro của mình và chiêu lốc vài dòng của nó. Với lượng đam là 4.100 và sau khi được rework thì hình ảnh con này đã đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà trước khi rework thì cái hình ảnh con này nó xấu đến mức nào thì chắc anh em đã biết rồi. Nếu các bạn chơi trước khi rework thì hình ảnh con này nó khá là xấu và tốc độ chém của con này khá là cao nha. Nên là các bạn đi farm cũng rất là ổn, chiêu của nó farm ổn, PP đều ổn các bạn ạ. Nên nó sẽ ở hạng S. Mình sẽ để nó ở ngay sau cái song đao này các bạn nhé. Chắc là mình chấm luôn cái này đi các bạn ơi. Cái này thì nói làm gì đúng không? Thôi đừng để nó ở đây đi để chúng ta đỡ phải mất công bàn tán anh em ạ. Một thanh hắc kiếm sau khi rework thì các bạn đã biết là hình ảnh nó đẹp đến mức nào. Nhưng cá nhân mình thì mình vẫn thích cái Zoro nguyên bản hơn. Rồi rework xong thì nó vẫn rất là đẹp đúng không? Và cái chiêu của nó cũng rất là lạ luôn. Chiêu Z khi các bạn nhấp. Đấy thì nó sẽ chỉ ở ấy như này thôi. Chiêu X khi các bạn nhấp. Đó, nó cũng chỉ tạo ra một cái luồng sát thương rất là bình thường đúng không anh em. Một phát chém của nó gây vào khoảng 2.000 đam. Bởi vì đây là một trong những thanh kiếm các bạn phải pay to win, nạp tiền. Nên chắc chắn rồi, nó rất là ổn đúng không anh em ơi. Và vạn luân chạm sau khi các bạn giữ thì nó sẽ lướt lên một đoạn. Đó, hắc phong chạm khi các bạn giữ thì nó sẽ siêu nhanh và cái tầm nó siêu xa các bạn nhá. Cái thanh này không ở hạng S thì nó sẽ không thể ở vị trí nào khác các bạn ạ. Nhưng mà cá nhân mình thì mình vẫn thích cái song đao này hơn, nên mình sẽ để cái song đao này trên hạng cái thanh Zoro này các bạn nhá. Cuối cùng chúng ta có là gì? Chúng ta có là cái lưỡi hai bóng tối. Các bạn ở thời điểm này các bạn đánh giá cái lưỡi hai bóng tối này thứ hạng bao nhiêu? Mình nghĩ các bạn đánh giá khá là thấp cái con này đấy. Nhưng các bạn biết gì không? Nó là một trong những vũ khí có lượng đam khá là to đấy anh em ạ. 1.900 đam. Vừa là to dữ chưa? Từ từ anh em, nó sẽ to ở trong các chiêu của nó. Hành quyết, các bạn sẽ lao tới và bam, 3.800 đam. Và chắc chắn chiêu này phá haki các bạn nhé. Và đó là một chiêu lướt nên nó sẽ giúp các bạn cơ động hơn. Và chiêu lốc xoáy tử thần. Đó, chiêu này còn phá haki dữ hơn. 4.300 đam. Nói chung một trong hai chiêu này phá haki tôi cũng không nhớ rõ nữa anh em ạ. Nhưng mà bởi vì tôi ít dùng cái này trong BB. Thật ra thì các bạn nghĩ là ui, lượng đam bình thường, movement bình thường, hình ảnh thì đẹp thật đấy. Bởi vì nó là một cái lưỡi hái nên là hình ảnh nó rất là đẹp và độc lạ. Nhưng độ hữu dụng nó không cao đúng không các bạn? Thôi các bạn nhầm rồi. Admin Zeolet đã bị cái thanh kiếm này nó tiêu diệt các bạn nhá. Các bạn hãy nhìn đây. Đó, thấy chưa? Đây là thanh kiếm tiêu diệt được admin anh em nhá. Vậy nên gì ạ? Một thanh kiếm tiêu diệt được admin nó phải ở mức boom cao nhất sau cái này các bạn ơi. Nói thế thôi, nhưng mà thật ra là nếu mà tiêu diệt admin bằng cách đấy thì cái thanh lôi này cũng có thể làm được đúng không anh em. Nhưng mà chẳng qua là thanh này nó đã chính thức tiêu diệt admin nên nó sẽ được ở thứ hạng này. Và đó cũng là một cái thanh vũ khí cuối cùng rồi. Các bạn thấy sao về bảng xếp hạng này? Các bạn có đồng tình với ý kiến của mình không? Còn ý kiến nào các bạn muốn thay đổi, các bạn hãy bình luận ở bên phía dưới cho mình biết nhé. Và nên nhớ dịch vụ Blowfoot hay là Toilet Tower Defense của mình đều có ở dưới link bio dưới phần bình luận của mình nha. Điền code nghỉ hè 2024 để có thể giảm được lên tới 20% toàn bộ danh mục sản phẩm. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Và chào các bạn, tôi là Lành Shooter. Bye bye.